thấy khôn. Khẩu quyết: tiếng thân quên danh, thoái vị quên mình, lưng luôn luôn giữ thẳng, hạ người xuống giống vị thế ngồi, đầu di chuyển nằm theo đường ngang, mắt nhìn vào đường chân trời, bàn tay và thương đồng nhịp, tay lui ra sau, thương tới trước, tay tới trước, thân lui ra sau. Hít vô, thở ra. 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 Hít vô, thở ra.